Hỏi trong giáo pháp thanh văn, cớ sao không nói là như pháp tánh thật tế, mà trong giáo pháp đại thừa nơi nơi đều nói? Đáp, trong giáo pháp thanh văn cũng có chỗ nói, chỉ ít thôi. Như trong kinh Tạp A Hàm, nói có một tỳ kheo hỏi Phật, 12 nhân duyên là Phật làm hay người khác làm? Phật bảo tỳ kheo, ta không làm 12 nhân duyên cũng chẳng phải người khác làm. Có Phật, không Phật, các pháp như pháp tướng, pháp vị thường có. Đó là cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Như vô minh làm nhân duyên nên có các hành làm nhân duyên nên có thức, cho đến giả chết làm nhân duyên nên có ưu bi khổ não. Cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Như vô minh diệt nên các hành diệt nên thức diệt, cho đến giả chết diệt nên ưu bi khổ não diệt. Pháp sanh diệt như vậy, có Phật không Phật vẫn thường như vậy. Ấy là chỗ nói như. Lại như kinh Xá Lợi Phất Sư Tử Hống trong Tạp A Hàm nói, Phật hỏi Xá Lợi Phất một cú nghĩa, ba lần hỏi ba lần không thể đáp. Phật khai thị cho Xá Lợi Phất chút ít rồi vào tịnh thất. Xá Lợi Phất nhóm các tỳ kheo nói với các tỳ kheo rằng, Phật chưa khai thị đầu mối sự việc cho tôi nên tôi không thể đáp liền. Này tôi đối pháp ấy qua 7 ngày 7 đêm diễn nói việc ấy không cùng tận. Lại có một tỳ kheo bạch Phật, sau khi Phật vào tịnh thất, Xá Lợi Phất cất tiếng giống sư tử mà tự tán thán. Phật bảo tỳ kheo, Xá Lợi Phất nói thật không hư dối, vì cớ sao? Vì Xá Lợi Phất khéo thông đạt pháp tánh. Trong giáo pháp thanh văn, quán tướng sanh diệt các pháp ấy là như, diệt hết thảy các quán niệm được thật tướng các pháp ấy là chỗ nói pháp tánh. Hỏi, chỗ ấy chỉ nói như pháp tánh, còn chỗ nào nói thật tế? Đáp, hai việc ấy vì có nhân duyên khởi nên nói, còn thật tế không nhân duyên nên không nói thật tế. Hỏi, thật tế tức là Niết Bàn, vì Niết Bàn mà Phật nói 12 bộ kinh, cớ sao nói không nhân duyên? Đáp, Niết Bàn có nhiều tên gọi, hoặc gọi là ly, hoặc gọi là diệu, hoặc gọi là xuất. Như vậy là nói thật tế, chỉ không nói tên gọi, nên nói là không nhân duyên. Lại nữa, các pháp như là như các pháp khi chưa sanh, khi sanh cũng như vậy, sanh rồi qua đi, hiện tại cũng như vậy. Các pháp ba đời bình đẳng, ấy gọi là như. Hỏi, nếu pháp chưa sanh gọi là chưa có, pháp sanh hiện tại, thời có pháp sử dụng được, nhân pháp hiện tại có tướng sử dụng, mà truy nhớ việc đã qua, ấy gọi là quá khứ. Ba đời khác nhau, không nên như thật là một, cớ sao nói ba đời bình đẳng, ấy gọi là như. Đáp, trong thời tướng các pháp ba đời bình đẳng một không khác, như trong phẩm như của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, quá khứ như, vị lai như, hiện tại như, như lai như, nhất như, không có khác. Lại nữa, trong phần luận nghị ở trước đã phá pháp sanh, nếu không sanh thời vị lai hiện tại cũng không sanh, cớ sao không bình đẳng? Lại đời quá khứ không đầu, đời vị lai không cuối, đời hiện tại không an trụ, vì vậy nên ba đời bình đẳng gọi là như. Thực hành như ấy rồi vào trong pháp tánh vô lượng. Pháp tánh pháp là Niết Bàn, không thể phá hoại, không thể hí luận. Phật tánh là hạt giống trong chính, như trong đá vàng có kim tánh, trong đá trắng có ngân tánh. Như vậy trong hết thảy pháp thế gian đều có tánh Niết Bàn. Chư Phật hiển thánh lấy trí tuệ phương tiện chỉ giới thiền định giáo hóa dẫn đạo, khiến được Niết Bàn pháp tánh ấy. Người lợi căn biết ngay các pháp ấy đều là pháp tánh. Ví như người có thần thông có thể biến ngói đá thành vàng, còn người độn căn phải phương tiện phân biệt tìm cầu mới được pháp tánh. Ví như đúc hàn đá vậy sao được vàng? Lại nữa, như tánh nước chảy xuống nên dồn về biển hợp làm một vị. Các pháp cũng như vậy, hết thảy tướng chung tướng riêng đều quy về pháp tánh. Đồng làm một tướng gọi là pháp tánh, như kim cương ở đỉnh núi dần dần xoay xuống đến mé đất kim cương, đến tự tánh mới ngừng. Các pháp cũng như vậy, dùng trí tuệ phân biệt truy tìm đã đến trong như, tứ như vào tự tánh, như vốn chưa từng sanh, rất các hí luận gọi là pháp tánh. Lại như trâu nghé quanh quẩn kêu la, gặp được mẹ mới thôi. Các pháp cũng như vậy, đủ thứ sai khác lấy bò không đồng, được đến tự tánh mới ngừng, không còn chỗ đến nữa, ấy gọi là pháp tánh. Thật tế như trước nói, pháp tánh gọi là thật, chỗ vào đến gọi là tế. Lại nữa, mỗi mỗi pháp có 9 thứ, một có tự thể, hai mỗi mỗi có pháp như mắt tai, tuy đồng do bốn đại đạo thành, nhưng chỉ mắt nhìn thấy mà tai không có công hiệu. Lại như lửa lấy nóng làm pháp,
mà không thể thấm ướt. Ba, các pháp đều có lực, như lửa lấy sự đốt cháy làm lực, nước lấy sự thấm ướt làm lực. Bốn, các pháp đều tự có nhân. Năm, các pháp đều tự có duyên. Sáu, các pháp đều tự có quả. Bảy, các pháp đều tự có tánh. Tám, các pháp đều có giới hạn trở ngại. Chín, các pháp đều có phương tiện khai thông. Các pháp khi sanh, thể và pháp khác có chín việc. Biết pháp ấy, mỗi mỗi có đầy đủ thể và pháp, ấy gọi là thế gian hạ như. Biết chín pháp ấy, cuối cùng quy về biến dị tận diệt, ấy gọi là trung như. Ví như thân này từ bất tịnh sanh ra, tuy tắm rửa trang sức, cuối cùng quy về bất tịnh. Biết pháp ấy chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Dứt các quán pháp, rốt ráo thanh tịnh, ấy gọi là thượng như. Lại nữa, có người nói trong trí sự ấy có pháp, ấy gọi là như. Ví như pháp của đất cứng và nặng, pháp của nước lạnh và ướt, pháp của lửa nóng và chiếu sáng, pháp của gió nhẹ và động, pháp của tâm hiểu và biết. Các pháp như vậy gọi là như. Như trong kinh nói có Phật không Phật, thì như pháp tướng, pháp vị vẫn thường trú thế gian, nghĩa là vô minh làm nhân duyên cho các hành, thường như bổn pháp. Pháp tánh là tánh trong chín pháp, thật tế là được quả chứng trong chín pháp. Lại nữa, các pháp thật tướng thường trú không lay động, chúng sanh vì các phiền não vô minh nên đối với thật tướng thay đổi quanh co. Chư Phật hiện thánh dùng nhiều phương tiện thuyết pháp và các phiền não vô minh khiến chúng sanh trở lại ngộ được thật tánh như bổn nguyên không khác, ấy gọi là như. Thật tánh hợp cùng vô minh cho nên biến đổi mà không thanh tịnh. Nếu trừ bỏ vô minh được thật tánh nó, ấy gọi là pháp tánh thanh tịnh. Thật tế là vào trong pháp tánh, biết pháp tánh vô lượng vô biên rất là vi diệu. Không còn pháp nào hơn pháp tánh, ra ngoài pháp tánh, tâm đầy đủ không còn cầu gì khác, thời điển tác chứng. Ví như đi đường, ngày ngày dẫn bước không ngừng nghỉ, đến chỗ cần đến không còn tâm muốn đi nữa. Hành giả trú ở thật tế cũng lại như vậy. Như A-la-hán Bích Chi Phật trú ở thật tế, giả sử lại có hàng xa chư Phật, vì họ thuyết pháp cũng không thể làm tăng tấn thêm, lại không còn sanh vào ba cõi. Nếu Bồ Tát và pháp tánh ấy xa biết thật tế hoặc chưa đầy đủ sáu ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, bây giờ nếu hút đắc chứng thì trở ngại việc thành Phật đạo. Nên khi ấy Bồ Tát dùng lực đại bi tinh tấn trở lại tu các hạnh. Lại nữa, biết trong thật tướng các pháp không có pháp thường, không có pháp lạc, không có pháp ngã, không có pháp thật, cũng bỏ các pháp quán. Như vậy hết thảy pháp quán đều diệt, ấy là chư pháp thật như niết bàn. Bất sanh bất diệt như vốn chưa hề sanh, ví như nước là tướng lạnh, nhờ lửa trở nên nóng, nếu lửa tắt nóng hết trở lại lạnh như trước, dùng các pháp quán như nước được lửa, nếu dứt các pháp quán như lửa tắt nước lạnh, ấy gọi là như. Như thật thường trú, vì cớ sao? Vì các pháp tánh tự như vậy, ví như hết thảy sắc pháp đều có phần không, trong các pháp đều có tánh niết bàn, ấy gọi là pháp tánh. Các pháp phương tiện để được niết bàn cũng gọi là pháp tánh. Nếu khi được chứng thời như pháp tánh trở thành thật tế. Lại nữa, pháp tánh là vô lượng vô biên, chẳng phải tâm tâm số pháp lường được, ấy gọi là pháp tánh. Tâm diệu cùng cực nơi đây, ấy gọi là chân tế. Kinh, lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đếm biết số vi trần, các núi đại địa trong 3.000 đại thiên thế giới, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn trẻ một sợi lông làm trăm phần, muốn lấy một phần lông cất lên hết nước của ao hồ sông ngòi biển lớn trong 3.000 đại thiên thế giới mà không quấy động thủy tánh, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Trong 3.000 đại thiên thế giới, lửa cũng bốc cháy trong một lúc, giống như lửa cháy lúc kiếp tận. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thổi một hơi làm cho tắt hết, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Trong 3.000 đại thiên thế giới, gió lớn nổi lên, muốn thổi tan 3.000 đại thiên thế giới. Gió lớn nổi lên, muốn thổi tan 3.000 đại thiên thế giới và các núi tu di như xô cỏ mục. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn lấy một ngón tay ngăn sức gió ấy không cho nổi dậy, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: sao Phật không tán thán công đức lục độ của các Bồ Tát mà lại tán thán đại lực này? Đáp: chúng sanh có hai hạng, một hạng ưa thiện pháp, một hạng ưa quả báo thiện pháp. Vì hạng ưa thiện pháp nên tán thán các công đức, vì hạng ưa quả báo thiện pháp nên tán thán lực đại thần thông. Lại nữa, có người nói tên bốn đại nó thật cũng vô lượng vô biên, thường có ở đời nên không thể làm di động hết để lường nó nhiều ít. Người ta tuy có tạo dựng thành quách điện đài dùng nó rất ít, mà sự rộng lớn của đất
trở nuôi muôn vật rất là bền chắc. Vì vậy nên Phật dạy đối với vi trần và các núi tu di và đất trong ba ngàn đại thiên thế giới đều muốn biết hết số lượng của nó. Và đối với hy nghiệp nhân duyên mỗi mỗi chúng sanh có phần trong mỗi mỗi vi trần, Bồ Tát muốn biết nó nhiều ít nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vi trần của một cục đá, cục đất còn khó đếm được, huống chi số vi trần của đất và các núi trong ba ngàn đại thiên thế giới, điều ấy không thể tin. Đáp: trí tuệ của Thanh Văn Bích Chi Phật còn không thể biết, huống chi phàm phu, việc ấy là việc chư Phật Đại Bồ Tát biết. Như Kinh Pháp Hoa nói, ví như đất và các núi của ba ngàn đại thiên thế giới nghiền thành vi trần, qua ngàn thế giới phương đông thả một bụi trần. Như vậy qua mỗi ngàn thế giới lại thả một bụi trần. Như vậy thả hết các vi trần của ba ngàn đại thiên thế giới, Phật bảo tỳ kheo, số thế giới vi trần ấy có thể toán số chủ lượng biết được chăng? Các tỳ kheo thưa, không thể biết được. Phật dạy, các nước có thể dính bụi không dính bụi ấy đều nghiền hết làm bụi. Phật đại thông tuệ, từ khi ra đời đến nay kiếp số cũng như vậy. Số vi trần của vô lượng hằng hà xa thế giới như vậy, chư Phật và Đại Bồ Tát đều biết hết, huống gì một hằng xa thế giới. Lại nữa, vô lượng là theo tâm người mà nói, như nước đại hà gọi là vô lượng, sâu 8 vạn do tuần, mỗi do tuần độ 16 dặm. Như chúa Atula là hầu thần lớn, lượng nó nhiều ít còn chẳng chắc là khó. Hỏi: tại sao thực hành Bát Nhã Ba La Mật được trí tuệ ấy? Đáp: người thực hành Bát Nhã Ba La Mật trước các phiệt não và tà kiến hí luận, vào thiền định thâm sâu của Bồ Tát, niệm trí thanh tịnh tăng rộng nên có thể phân biệt vi trần các sắc, biết số lượng của nó. Lại nữa, chư Phật và Đại Bồ Tát được vô ngại giải thoát nên quá hơn việc ấy còn không cho là khó, huống gì từng ấy. Lại nữa, có người cho đất là cứng chắc, tâm không hình chất đều là hư vọng. Vì vậy nên Phật dạy tâm lực rất lớn, thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên nghiền nát đại địa làm vi trần. Vì đất có sắc hương vị xúc nặng nề nên tự không động tác được, nước thiếu hương nên động tác hơn đất, lửa thiếu hương và vị nên động tác hơn nước, gió thiếu sắc hương và vị nên động tác hơn lửa. Tâm không có bốn thứ sắc hương vị xúc nên sức động tác lớn. Lại tâm vì có nhiều phiền não kiết sử trói buộc nên làm cho tâm lực vi thiểu. Thiện tâm hữu lậu tuy không phiền não, nhưng vì tâm chấp thủ tướng các pháp nên lực nó cũng ít. Tâm vô lậu của nhị thừa tuy không chấp thủ tướng mà vì trí tuệ có hạn lượng. Và đến khi ra khỏi tâm vô lậu đạo, sáu căn theo thế tục phân biệt, trở lại chấp thủ tướng các pháp nên không phát huy hết tâm lực. Chư Phật và Đại Bồ Tát trí tuệ vô lượng vô biên thường thiền định, không phân biệt thế gian và niết bàn. Thật tướng các pháp nó thật không khác, chỉ trí có hơn kém. Người thực hành Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh, không có gì quái ngại, trong một niệm có thể đếm số vi trần đại địa và các núi trong ba ngàn đại thiên thế giới, mười phương số như hằng hà sa, huống gì mỗi một hằng hà sa thế giới trong mười phương. Lại nữa, nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật tuy được thần thông mà không thể biết như trên, vì vậy nói muốn được đại thần lực nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại có người nói, trong hết thảy các vật nước là lớn nhất, vì cớ sao? Vì bốn phía đại địa đều có nước. Nếu hộ thế thiền chủ không tiết độ trời mưa, lại không có ngọc làm tiêu nước, thời trời đất bị trôi chìm, lại nhờ nước mà chúng sanh số phi chúng sanh số đều được sanh trưởng. Do vậy đủ biết nước là lớn nhất. Vì vậy Phật dạy Bồ Tát muốn biết giọt nước nhiều ít, phân tán từng giọt làm cho vô lực nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại có người nói lửa là lớn nhất, vì cớ sao? Vì không có hương và vị, lại vì chỗ nước rất nhiều mà lửa có thể làm khô. Lực của hỏa đại hay đốt cháy vạn vật hay sao chỗ tối, vì vậy nên biết lửa là rất lớn. Thế nên Phật dạy Bồ Tát muốn thổi tắt hỏa đại nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: lửa nhân gió mà cháy bừng, cớ sao diệt nhau? Đáp: tuy nhân nhau mà quá lắm thì diệt nhau. Hỏi: nếu như vậy, lửa nhiều vô lượng, miệng thổi gió rất ít, làm sao diệt được? Đáp: Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật nhân thiền định được thần thông, có thể biến thân làm cho lớn, gió trong miệng cũng lớn, cho nên thổi diệt được. Lại do thần lực nên gió ít có thể làm tắt, ví như kim cương nhỏ có thể phá núi lớn. Vì vậy chư thiên người đời thấy hít thần lực ấy thầy đều kính phục. Lại nữa, Bồ Tát cho rằng lửa làm hại rộng lớn vì thương chúng sanh nên đem thần lực diệt tắt.
Lại vì 3.000 đại thiên thế giới thành lập rất khó, Bồ Tát do lực phước đức trí tuệ nên ngăn được nó. Lại có người nói trong bốn đại sức gió rất lớn, vì không có sắc hương vị tướng lay